Đấng các vâng lời Chúa Cha hạ sinh làm người, giải thoát trần gian khỏi sự vô nghĩa và tiêu cực, cứu chuộc và ban cho nhân loại hạt mầm của sự sống mới. Từ đây, Đức Kitô Đấng đã chết và sống lại hằng hiện diện và không ngừng giơ tay đỡ lấy cuộc đời chúng ta với tình yêu và quyền năng vô biên của Ngài. Ngài cho chúng ta kết hợp với Ngài để thông chuyển vào cuộc sống chúng ta các giá trị cao cả, vẻ đẹp thần linh và sự sống vĩnh cửu. Ngài dẫn chúng ta vượt qua mọi thử thách, kể cả sự chết, để đi tới hạnh phúc lớn lao ngoài sự suy tưởng của con người. Chúng ta bước vào năm mới trong niềm phó thác trọn vẹn bản thân và gia đình cho Chúa, sẵn sàng để cho chương trình của Chúa được thực hiện nơi chúng ta, dẫn chúng ta đến cuộc sống mới tràn đầy tình yêu và làm cho gia đình nên dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa giữa mọi người. Nhưng nhớ rằng sẽ không có những tiến bộ trong đời sống thiêng liêng nếu không có cầu nguyện chiêm niệm. Càng kết hợp với Chúa, chúng ta càng sống đạo đức, càng yêu Chúa kính tha, chúng ta càng yêu người thân thiết. Ước gì trong năm mới chúng ta biết dành cho Chúa nhiều giờ hơn. Cùng với mẹ Maria, chúng ta bước vào thánh lễ tân niên với lời ca ngợi và cầu xin thiết tha. Xin Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta ơn bình an và làm chúng ta nên sứ giả của lòng thương xót, của niềm hy vọng giữa thế giới này. Xin kính mời cộng đoàn đứng sốt sẵn kiệm dâng thánh lễ. Quý đồng chí nam nữ và toàn thể cộng đoàn thân mến, lời đầu
Ban Hành Giáo xin kính chúc đến tất cả mọi người một năm mới đinh dậu an khang hạnh phúc, nhiều thành công, nhiều sức khỏe trong bàn tay quan trọng Thiên Chúa trong giây phút đầu năm này. Xin mời chúng ta cùng một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ta. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta bắt đầu nghi thức tôn vinh Chúa Thánh Thần và xin chân cho tất xin chân lên Chúa Thánh Thần tất cả một năm mới. Anh chị em thân mến, thực hành truyền thống của giáo hội trong giờ phút linh thiêng đầu của năm mới, chúng ta cần là xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, đổ đầy tâm hồn chúng ta ơn huệ của Ngài, đảm bảo ái, hoan lạc và bình an, hướng dẫn đời sống chúng ta bước theo thánh lý Thiên Chúa để chúng ta đạt tới sự toàn vẹn và Chúa mong đợi nơi chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào đời sống cầu nguyện tích cực, dạy chúng ta sống nhẫn nhục, nhân hậu và trung tín để xây dựng gia đình thành một tổ ấm yêu thương và giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất và đầy tình huynh đệ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và thắp lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa. Xin hãy đến để dạy chúng con cầu nguyện và cho lời ngợi khen chúng con dâng lên Thiên Chúa giờ đây trở nên ước muốn sống tạo của trái tim.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Vui xin Chúa mở đường hai hạ ban hết mọi người chúng con trong năm mới này được bình an mạnh khỏe, càng thêm vui càng thêm nhân đức, hậu đa hương phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần nên muôn thuở muôn đời. Amen. Vinh danh Chúa. Bài chỉ sách sáng thế. Thiên Chúa còn phán: hãy có những vật sẵn trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng để soi sáng trên vòm trời và rải sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Bình an mà không lời lẽ nào có thể diễn tả.
và chỉ trong Thiên Chúa mới gìn giữ được tôn đồ người tin hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Chúa đã đến, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều của anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa. Maria, đó là ngày lễ mẹ Thiên Chúa. Còn ngày
hôm nay là ngày mùng 1. Giáo hội chúng ta, giáo hội Công giáo mời gọi con cái của mình cầu bình an cho năm mới, cầu bình an cho gia đình chúng ta, cầu bình an cho mỗi người chúng ta. Và cả ngày mùng 1 này chúng ta cầu bình an không phải chỉ trong chốc lát nhưng cả một năm đời sắp đến, tức là chúng ta hướng đến tương lai. Và ngày mai là ngày mùng 2 Tết, là ngày cầu cho ông bà tổ tiên. Chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta nhìn lại với những người mà chúng ta, người thân của chúng ta đã từng sống với chúng ta, đã cùng chia cơm sẻ áo với chúng ta. Chúng ta nhìn lại quá khứ. Và ngày mùng 3 Tết là ngày thánh hóa công an Việt Nam, tức là chúng ta nhìn lại tương quan của bản thân mình với tương quan của vũ trụ, với con người xung quanh, với công an việc làm, tức là chúng ta sống những gì thuộc về giây phút hiện tại, cầu những tương quan đó được tiến triển tốt đẹp trong năm tới. Và đó là điều mà giáo hội Công giáo chúng ta mời gọi con cái mình, và đặc biệt giáo hội Công giáo tại Việt Nam mời gọi con cái mình cầu nguyện trong những giây phút linh thiêng của đầu năm mới. Kính thưa quý bà, anh chị em, năm nay người ta thường coi nó là năm con gà, là năm của cất chim cây. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là trong kinh thánh kể lại câu chuyện của thánh Phêrô liên quan đến con gà. Khi thánh Phêrô chối Chúa ba lần, và lần thứ ba thì thấy Chúa Giêsu quay lại, liền lúc đó gà liền gáy. Và thánh Phêrô được tiếng gáy của con gà đó thức tỉnh để nhìn nhận lại cái đức tin của mình, nhìn nhận lại đức tin của mình, nhìn nhận lại cái mối tương quan của mình với Chúa Giêsu. Và chúng ta biết thánh Phêrô khi nhìn lại làm sao, đã cất tiếng khóc ăn năn sám hối vì cái hành động chối thầy của mình. Và như thế con gà trong năm nó mới chúng ta tinh dầu này là một cách thức mà chúng ta cất lên những cái, tức là chúng ta nhìn nhận lại, thức tỉnh lại, khám phá lại đức tin của mình, hay là mối tương quan của mình với vị thầy, đó chính là Chúa Giêsu. Thưa quý bà và anh chị em, nếu như con gà xưa kia đã thức tỉnh lại lòng sáng hối của thánh Phêrô, đã thức tỉnh lại đức tin của thánh Phêrô, thì con gà đinh dầu năm nay mời gọi chúng ta trong ngày đầu năm mới này, trong giây phút linh thiêng này, chúng ta tái khám phá lại đức tin của mình, tái khám phá lại sự tương trong cái tương quan của mình với thầy Giêsu. Và đồng bộ ngày hôm nay sách Sáng Thế, chúng ta thấy rằng là tác giả sách Sáng Thế kể lại với chúng ta. Và khi con dạy cái bài này cho nhiều anh chị em thực tập, thì nhiều anh chị em, nhưng mà anh chị em biết sao rồi, nghe như thế nào, nghe cái bài đọc lần đầu tiên, nghe cái bài đọc như này, nhiều người bảo con thấy cha con nghe cái bài này giống như là kể chuyện cổ tích vậy, giống như kể chuyện cổ tích là nữ hoa và trời, nữ hoa gọi là dùng từng phiến đá và dựng lên cái cột chống trời, sau đó phá đi cái cột đó để rồi chúng ta có một cầu trời. Và câu chuyện này mấy anh chị em chứng tỏ rất là có thế, nó giống như là cái câu chuyện nữ hoa quả trời. Thiên Chúa phán phải có những phần sáng, tức thì liền có. Thiên Chúa phân rẽ sáng và bóng tối, tức thì liền có. Phải chăng ngay khi tạo dựng trời đất như thế, Thiên Chúa đã đặt để một vị thiên thần để ghi chép lại những cái giây phút đó mà bây giờ kể lại cho con người hay sao? Chắc chắn là chúng ta không bao giờ tin vào
làm chuyện đó cả. Vậy thì sách sáng thế mà mấy ngày mùng một trong đêm phút linh thiêng thế này sẽ hồi lại cho chúng ta đọc lại, nghe lại để làm cái gì, cũng thường làm gì. Không phải chắc chắn chúng ta không phải đọc lại những một đọc một câu chuyện cổ tích nữ hoa mặt trời hay là sơn tinh thủy tinh hay là càng sỏi dừa, không phải có một ý nghĩa là chuyện cổ tích như thế. Cho bằng sáng thế là cuốn sách trả lời cho chúng ta cái nguồn gốc của trời đất là đã được tạo dựng lên bởi ai và như thế nào. Sách sáng thế là câu trả lời cho chúng ta biết rằng con người và vũ trụ này được tạo dựng lên là bởi một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, luôn luôn quan phòng tất cả mọi sự trong bàn tay của Ngài. Và nguồn gốc của con người cũng như tất cả vũ trụ này là bởi nơi Thiên Chúa mà đến thì sẽ cũng trở về với Thiên Chúa. Bài đọc một cho chúng ta thấy Thiên Chúa phán và liền có, phán và liền có. Như vậy tất cả toàn bộ đời sống con người từ khi được hình thành trong trà mẹ, Thiên Chúa đã đặt để vào đó một linh hồn, tức là Thiên Chúa phán và liền có, để rồi con người chúng ta lớn lên theo dòng thời gian và linh hồn đó lại trở về với Thiên Chúa. Như vậy ngay từ khởi đầu, ngay từ khởi đầu cái hành trình Thiên Chúa dựng nên con người và con người trở về với Thiên Chúa là một hành trình ngay từ khởi đầu đã có. Và như vậy thì quý bà và chị em, giờ phút này là giờ phút khởi đầu của năm mới, chúng ta nhìn nhận lại đức tin của mình, nhìn nhận lại cái tương quan mà ngay từ khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng, và giây phút chúng ta quay trở về với lòng thương xót của Ngài, quay trở về với tình yêu của Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em, mấy ngày hôm nay con hay lên mạng và khi con mở một cái mục tin tức nào đó thì có nhiều cái quảng cáo và phải bạn bấm vào đây để xem vừa gọi là tử vi của bạn năm mới như thế nào, hay là lá số của bạn như thế nào, bạn thuộc cung gì, bạn thuộc tuổi gì, những ai trong năm đến giờ này sẽ phát tài phát lộc, ra ngõ gặp tiền, tiền xài không hết, tiền ra như nước, tiền vô như nước sông Đà và tiền ra thì như ly cà phê. Và con cũng có thử một cái thử xem là cái lá số của mình có như thế nào. Nhưng mà mấy khi em biết con đã tuổi không? Con là năm vừa rồi là năm tuổi con, tức là Bình Thân, năm con khỉ. Thế nhưng năm nay là năm con gà, tức là qua năm tuổi rồi. Thì năm ngoái là khi bắt đầu cái bản thân mới thì nhiều người biết con là năm tuổi thì gọi riêng ra và nhắc cho là năm phải là chơi điều tiết thầy năm nay năm tuổi cẩn thận chứ không được chịu chức không. Có người bảo thầy cẩn thận khi đi xe máy, lái xe máy cẩn thận. Có người còn yêu quý hơn bảo là thầy cẩn thận ở với cha sư là cẩn thận nhé, biết bao nhiêu. Con rất là thương người nhắc nhở con như thế. Thế nhưng năm tuổi của mình cả một năm vừa qua còn thấy toàn là điều may mắn. May mắn đầu tiên con xin chia sẻ với bà và chị em, đó là chức linh mục mà Thiên Chúa ban cho con. Cái câu của con chọn gọi chọn là câu chân ngôn đời linh mục, đó là được Thiên Chúa xót thương. Bởi vì con cảm nhận rằng là suốt một năm vừa qua và trước đó Thiên Chúa đã xót thương và chọn gọi con, cho con được gia nhập vào hàng tư tế của Ngài. Và đây là hồng ân quá lớn, vượt qua sức tưởng tượng của con. Tất nhiên cái điều mong mỏi là được làm
ân của Chúa và Thiên Chúa đã ban cho được như ý. Và như thế thưa quý bà và anh chị em, 5 tuổi theo con thấy đó là năm may mắn, năm may mắn. Và khi con quỷ quay lại cái câu chuyện mà con nên đi thử tìm được cái lá số của mình, thì nhấp vào đó thì thấy đó, đọc rằng là năm người là gồm 5 con khỉ thì gặp 5 con gà. Bởi vì con khỉ thì nó rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, chạy từ cây này sang cây kia. Con gà thì lấy cái biểu tượng con gà trống thì nó là có hai hùng mạnh mẽ. Cho nên nếu cái người 5 con khỉ là rơi vào 5 con gà thì tuy rằng là tháo bát đã nhanh nhẹn như con khỉ rồi và gặp 5 con gà thì được có hai hùng mạnh mẽ nữa. Cho nên năm nay lại là năm tốt của bà. Nó chỉ trả lời như thế, nó giải thích lại như vậy. Và trả lời với con rằng là năm của bà năm nay là năm tốt, biết không? Và bấm có thì nó đề cho là xin vui lòng nạp một cái cạc điện thoại 200.000 rồi xem tiếp. Thế thì mình biết là năm tốt rồi, tôi không xem làm gì nữa. Và con bắt đầu thế nhưng bà phải hãy kể câu chuyện như vậy để cho thấy rằng là nếu như cái năm tuổi hay là cái năm này năm kia là một cái thời gian để người ta có thể lợi dụng vào đó để người ta có thể kiếm tiền, chắc chắn rằng là cái miếu ở bên Fatima chắc vào thời gian này là đã phát đạt rồi. Nhiều người chắc chắn sẽ đi xin xăng, xin quay, xin xem vận mệnh của mình như thế nào. Các bà xin xem con coi có chồng của mình có đi đem phép ở ngoài hay không. Các ông đi xin xem năm tới không biết là có chấm dứt được cái bố tình ngoài truyền hay không hay gì đó. Buồn này là buồn làm ăn của những thầy võ toán xem dấu tử vi. Thế nhưng đối với người công giáo chúng ta, ngày đầu năm mới là ngày mà chúng ta nhìn nhận tái khám phá lại đức tin của mình, cũng như chúng ta đặt tất cả đời sống của mình vào trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nếu như ngày đầu năm mọi người đổ xô đi lên chùa, đổ xô đi lên miếu để cầu tài lộc, thì người công giáo chúng ta lại đi đến nhà thờ để bắt lấy lộc của Thiên Chúa, để rồi lộc đó hướng dẫn đời sống chúng ta trong cả một năm tới. Nếu người ta có thể là đi đến đền này đền kia để mượn cờ của bà này thánh nọ, thì người công giáo chúng ta đi đến nhà thờ để lắng nghe lời Chúa và nhờ lời Chúa soi sáng chỉ đường cho chúng ta trong cả một năm tới. Nhưng kinh hoàng này thì chúng ta biết rằng năm mới giây phút đầu tiên là giây phút chúng ta cầu mong cho gia đình của mình được sang năm mới được hạnh phúc, được an khang. Đó là những lời chúc mà chúng ta thường dành cho nhau. Nhưng lời chúc mà những người con gái chúng ta không bao giờ kèm theo đó là nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Nhiều ân sủng của Thiên Chúa để làm cái gì? Bởi vì con người chúng ta sống không phải chỉ phụ thuộc vào cái đời sống vật chất, nhưng cho bạn chúng ta hướng đến cái đời sống tương lai ở trên trời mà Thiên Chúa dành sẵn cho con cái của Ngài. Và chính là ân sủng lớn nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Ân sủng đó mà ngày hôm nay Đức Giêsu đã nói: anh em đừng có lo lắng điều gì, bởi vì chúng ta không thể tự mình làm cho mình được trẻ hơn một phút nào, nhưng tất cả chúng ta đặt vào trong bàn tay con phòng của Thiên Chúa. Ngày mai thì đã có công việc của ngày mai lo. Cha trên trời biết anh em cần tất cả những thứ đó, và trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa thường đi vào với anh chị em. Như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tái khám phá lại đức tin của mình, nhìn nhận lại tương quan
điều thứ hai đó là chúng ta đặt tất cả cái niềm tin đó vào trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xong hết, xin mượn lời của Thánh Phaolô kính chúc cho cộng đoàn của chúng ta đó là những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin mỗi người chúng ta hãy để ý và thực hành. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện. Và xin Ngài một tràng quân phúc lành trên chúng ta trong năm mới này. Chúng ta trước tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa là một mảnh bình an. Xin cho mọi thành phần dân Chúa Việt Nam nỗ lực sâu lòng cứu xót thăng thiên hơn trong năm mới này. Để chúng ta và nhiều người được hướng bình an của Thiên Chúa. Cho người dân Việt Nam biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, ấm no và hạnh phúc. Xin Chúa cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Xin cho những ai đang chịu đựng những vất vả, khổ đau trong cuộc sống, luôn tin tưởng và mong đợi nơi Chúa, để bước vào năm mới trong bình an và hy vọng. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta quyết tâm đời sống đức tin trong năm mới này, để gia đình luôn tràn đầy tình yêu, niềm vui và bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con một năm mới, xin thương chỉ cho chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa, để vui hưởng cuộc sống tại thế. Xin dâng tiếng ca ngợi Ngài.
Ban cho chúng con một cuộc sống
làm con của Chúa. Xin Chúa trong năm mới này, xin cho chúng con luôn luôn nhìn nhận lại đức tin của mình trong giờ phút đầu tiên của năm mới, nhìn nhận lại tương quan của người chúng con với Chúa Giêsu, và xin Chúa chúc lành cho toàn bộ một năm mới của chúng con. Chúng con xin phó thác tất cả mọi sự trong bàn tay quan trọng của Thiên Chúa. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tay được và hơn anh sang tôn nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Thank you.
Xin Thiên Chúa nhìn nhận anh chị em.
ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Nhân từ trong chương trình lễ sáng có nghi thức chúc lành cho các gia đình. Xin các gia trưởng hiền mẫu chúng ta đi tham dự thánh lễ và gia đình.